Okay, did you check the car? I have the card in my pocket. Okay, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là hai vợ chồng sẽ đi ăn nha mọi người nha. Đi ăn và review cho mọi người xem phở ngọc trời, cái tô phở cực kỳ mắc, 920.000 một tô phở thì phải, ở Landmark 81. Ăn thử, review thử cho mọi người xem như thế nào. Bây giờ, can I have the card? Yeah. Bây giờ là mình phải dùng sử dụng cái thẻ xẻ phòng của mình để mình đi thang máy, chứ còn không có thẻ phòng là mình không đi được. Thì mình sẽ lại đây, mình để cái thẻ phòng mình ngay chỗ này. Rồi sẽ có cái tầng rồi, số 1 nè, mình sẽ đi bằng 66. 66 là đi số 3, có cửa số 3 này. Đây là mình sẽ đi tiến lên cái tầng 66, là cái tầng để ăn phở. Rồi bây giờ mình sẽ bấm lên tầng 66. Hiện tại mình đang 63, 66 lên thì có 3 tầng nữa nè. À, mọi người coi nè, baby show everyone. Phở chọc trời nha mọi người nha. Phở chọc trời luôn. Mà lên càng cao á, thì phở sẽ càng mắc. Rồi, wow, that was fast. Trên bàn có một cái hoa với lại những cái ly để uống nước, ly để uống rượu, có tiêu với lại cái gì đó, tiêu với lại tâm xỉa răng với lại muối. Rồi đây là cái view của tầng 66 thì không mất khác gì view phòng học giá mấy, cũng vòng vòng những cái view sông, nhưng mà cái view này mình sẽ thấy sông nhiều hơn nha. Cái view này là mình thấy sông nhiều hơn, mình thấy đường nhìn xuống thấy view nhiều hơn. Nhìn cho các bạn coi. Đó, thấy không? Cái view này mình thấy sông nhiều nè. Hiện tại cũng còn sớm nên mình thấy nhìn được cái gì rõ. Vòng vòng ở đây là sáng, hình như là sáng mai á, là nếu mà mình đi ra đó là mình sẽ ăn sáng ở trên này. À, đẹp không? Người ta cắm mấy hoa đẹp đi sao? Máy này máy gì ta? Máy này hình như là máy làm mì thì phải. Vòng vòng của cái chỗ ăn trên đây là có một cái bếp, chắc sáng mai là mình sẽ thấy mọi người là nấu ăn ngay chỗ này. Đây là có cái bếp. Nhạc nghe rất là thư giãn. Ở dưới đó thì có mấy cái dĩa để ăn buffet á, mình có thể mường tượng được sáng mai là như thế nào rồi. Ok, bây giờ thì mình ngồi rồi mình order thôi. Đấy, bạn đã đem cái menu ra cho mình. Cái menu ở đây là người ta không có bằng giấy mà là bằng cái máy tính bảng. Thì vẫn chọn trời lên mất là có bò wagyu nè, là 920.000 một tô. Cho chị hai tô nhé. Yeah. Rồi một tô là không hành cho chị. Yeah. Còn giá là thường thường mình ra giá sống hay giá trụ? Giá sống. Cho chị giá trụ. Yeah. Ha. Tô không hành có lấy giá trụ không? Đúng rồi. Tô kia cũng lấy giá trụ luôn đi. Yeah. Rồi chắc miệng đi, chúc mình chị kêu sao ha. Dạ. Rồi, ok, thì cảm ơn em. Mình có order thêm đồ uống. Ờ, đúng rồi, quên. What's that, baby? Chị không thấy đồ uống, drinks. Oh, drinks, yeah. Dạ, chị có kéo ngang xin thêm cái gì? Kéo ngang qua hả? Dạ, cái gì vậy? Nước ngọt rồi này kia, rượu rồi nè. Đâu có uống mấy cái này. Mình có nước ép hả chị? À, có nước ép. Ở đây cái nước nào mà nước gì người mọi người hay uống nhiều nhất? Dạ, bên đây có cocktail mọi người. Cocktail mọi người hay dùng cocktail hả? Chị không uống cocktail. Nước để coi Em có xin tốt xoài, chị muốn dùng thử không? Xin tốt xoài, xin tốt xoài. Hơi nóng quá, xoài cũng hơi nóng. Chị coi coi. Xin tố là có xoài nè, với lại có xin tố dâu nữa nè. Có baby, you want milkshake? No, no, thank you. I want milkshake luôn. It's probably not with pho. Có nước chanh ha, chanh dây nè. Rồi cho chị nước dứa đi.
chị cảm ơn nha. Vô miếng nước đi, khát nước quá. Cheers. Đây là chai nước Evian của Pháp các bạn. Nước này là của Pháp. Nói chung là cái nước này thể tích nó là 330ml. Giá của chai nước này chắc cỡ khoảng 120.000 một chai. Ở ngoài thì rẻ hơn, vô đây lúc nào cũng mắc hơn. Đúng rồi, mình ở khách sạn mà. Nói chung là Ngọc không có thích cái nước này nhiều. Tại vì nó cái vị nó lạc lợn lỡ sao, Ngọc không có thích nước này. Nhưng mà đã uống thử qua rất là nhiều lần. Ở Mỹ cái chai như thế này, cả Mỹ thì có chai nhựa, bình thường cỡ khoảng 3 đô một chai, 3 đô la cỡ chừng 60-70 ngàn một chai. Vô khách sạn hồi nãy Ngọc, hôm qua Ngọc cho các bạn quay cho các bạn coi cái bảng giá đó. Cái chai này cỡ chừng khoảng 120 ngàn chai nước suối. Nước suối ở trên cao mà, người ta phải ship từ trên cao xuống lên dưới đất lên. Nó giỡn thôi, nên là cái giá nó sẽ khác gì đây. Nước suối bán ở dưới của mình. Oh, bread and cheese. Ba loại bơ này là bơ gì vậy em? Dạ. Hello, hello. Chưa biết ba loại bơ, xem loại bơ gì. Rồi mới là đây nè. Ồ, cái ly nước của mình ra luôn rồi. Đây là ly nước này đó, ly nước mới quên thật dứa. Cái giá nhiều quên mất tiêu. Để review giá cả cho mọi người xem mọi người. Cái này là video của Ngọc đó, đi là review đồ ăn tất cả mọi thứ, nên giá cả là Ngọc làm cho mọi người xem. Bây giờ vô trang web và xem. Rồi thì hình như cái ly nước dứa này là hình như là 120 ngàn ly nước dứa này thì phải. Đây là công việc của Ngọc để Ngọc quay cho mọi người xem và giá cả để cho mọi người biết ha, chứ không phải là khoe của gì đâu. Tại vì mọi người nghe cái đó là bây giờ đã đi khoe của nữa. Đây là công việc của Ngọc để Ngọc đi Ngọc quay video. Rồi bây giờ thì nước dứa của mình thì dứa cũng giống y chang như dứa bình thường mình xay nước khác dứa ra thôi, chứ không có gì khác. Rồi thì người ta có đem ra cho mình một rổ bánh mì trước khi mà mình còn có đồ ăn chính của mình. Bánh mì này thì mì đen ha, giòn quá, giòn à.
cơm. À, bánh mì này you can dip with the phở. Thử coi đây là có ba màu nè. Closer to where everyone can see, baby. Mm-hmm. Oh, là cái chị đó bên Cali chứ về. Guacamole. I don't know what this is. Rồi. Mà mọi người nha, chưa có phở ăn thử này đã uổng quá. Con này bởi gì ta? Nó mùi gì ta? Có cái mùi của một cái loại rau gì trong này nè mà mình quên cái tên. Rồi bây giờ tiếp tục tới cục bơ này. Oh, it's like a butter. It's butter, baby. I thought it was cheese. Không biết. Không biết diễn tả sao. Béo, ngọt. Bánh mì ngon nha. I love the bánh mì, it's really good. Ngon, không khô, không cứng, giòn. Đó, chỉ vậy thôi. Bánh mì chẳng có gì review nhiều. Xong rồi giờ anh thử cái bánh mì ngon á. Bánh mì bơ này ngon ta. It's really good. Then you got, you need more butter though. Oh, that's spicy butter. Cần thêm bơ, ngon quá. Let's try the green butter. Ngon. Try it again. It's hard to tell the taste of it. Anh ấy khó diễn tả quá. Cái này bỏ nguyên cục bơ vô trong miệng luôn mới biết. I think that's the same, so I'll try. Yeah, try this one. Cái này cũng ngọt khác nè. Mà sao không biết thì sao mà cho hai cục giống nhau không biết. Ngon. It's good, right? It's really good. The butter and the bread. Không, bánh mì với phô mai ăn rất là ngon luôn. Thường thường ở Mỹ ra các bạn, bánh mì với phô mai rồi này kia Ngọc không có thích ăn nhiều. Tại vì cái bánh mì ở bên cái mấy nhà hàng đó là Ngọc không có thích. Nó không có đặc. Thứ nhất là nó rất là đặc, ruột đặc lắm, mặn cứng rồi này kia. Chứ nó không có vô ái như vậy. Nên là Ngọc không có thích ăn bánh mì nó nhiều. Ăn chỉ ăn thử cho biết vậy thôi chứ không phải là thích. Nhưng mà bánh mì này là Ngọc ăn gọi là thích luôn nè. Bơ này ăn cũng ngon rồi. Chinese donut. Đó, đúng là món yêu thích luôn. My favorite. Và cái nước phở kia mình đem cái bình mình ra mình rót. À, ngộ quá ha. Dạ được. Cho cái nước phở vô đây. Thì trong đây là có thịt gì anh? Dạ, cái này là bò quay vuông, đuôi bò Úc. Đuôi bò Úc. Dạ. Còn bò thịt bò trong đây là thịt bò gì? Dạ, nó cũng là bò quay vuông nhưng mà nó là bò tái. Bò tái qua chứ dạ. Của Úc hay là của Nhật? Dạ, của Úc hả? Của Úc. Nếu mà bò quê vui của Nhật thì người ta sẽ gọi là bò Kobe chứ không? Wagyu có nhiều loại. À, dạ. 3 năm bò Kobe đó là làm một khác nữa. À dạ. Trời ơi, nghĩ nó quá trời hành luôn nha. Đồ bự thì cái chứ. Đồ quá bự luôn. Rồi thì có một tô phở, có một tô này ở tiếp theo kế bên. Ngọc hồi nãy là Ngọc xin giá trụng nè, thì có giá trụng ở đây. Rồi đây là cái tô rau của mình. Để sắn cái tay áo này lên đi, cái áo này nó phủ vàng, phủ hoài mệt quá. Tới giờ ăn rồi phải sắn lên. Đó. Rồi thì người ta có đem ra cho mình là ba loại nước chấm, là cái này là chắc sriracha hơi tương, cái này là chắc tỏi nè. Đó là ba loại ha. Rồi có rau quá thì có ngò ôm, có rau húng quế, có ớt, có chanh trong cái gì chơi cái này. Rồi mọi người nãy mọi người thấy cái chén nước súp này rồi ha. Bây giờ thì Sài Ngọc sẽ bỏ một
hết cái giá này vô. Tại Ngọc sợ nhiều lúc sợ cái nước nó không nóng nên Ngọc muốn giá trụng cho nó chín, tại vì Ngọc thích ăn giá trụng. Cái giò cháo quẩy này thì rất là giòn nha, giòn, giò cháo quẩy giòn đúng cái gu của chồng Ngọc luôn. Rồi tiếp theo là ở trong này là Ngọc sẽ bỏ ngò vô, ngò ôm vô. 920.000 một tô nha mọi người, là cỡ khoảng 40-45 đô la cho một tô phở như thế này. Thịt bò wagyu là của thịt bò wagyu là của cái gì đó của Úc nha mọi người nha. Rau cũng vừa đủ ăn chứ không có quá nhiều quá dư, đúng một phần ăn đó. Cái này là phần của Ngọc nha, đây đũa người ta để lên ngoài ha, mình sẽ rắc vài lá cái vô, rắc ớt vô, rồi cái miếng chanh của Ngọc ở đây, người ta có ớt sa tế không ta? Biết và biết vậy á, đem theo hũ sa tế ngồi ngoài vậy chạy. Rồi có bây giờ nè, mình sẽ thêm cái phần này vô, đây là tương, đây là tương tương phở, thêm phần tương phở vô ha. Rồi thêm cái này là tương, tương ớt vô. Trời, phải nhiêu đó là Ngọc ăn, là Ngọc ăn vậy thôi đó. Còn ba cái tỏi này thì Ngọc cũng ăn đâu. Rồi bây giờ Ngọc mời mọi người thử cái tô phở chọc trời. Nghe tất cả được đồn đoán hôm nay chính thức được ngồi ở đây và ăn tô phở ở trên tầng 66 để thử ăn ra như thế nào. Cái tô rất là bự, mời mọi người nha. Xin miếng nước mắm nè, Ngọc thì Ngọc ăn đậm đà. Xin miếng nước mắm, xin miếng nước mắm nữa. Đúng rồi, xin miếng nước mắm này thì ăn Ngọc ăn cái miệng sẽ ngon hơn, nhưng mà nước phở ngon nha. Nước phở ngon. Em ơi, cho chị xin miếng nước mắm được không? Cảm ơn em. Ăn miếng thịt, đây là thịt bò wagyu của Úc nha. Mềm mèo à, quá mềm. Nước phở cũng còn nóng, chúng không ngủ nóng, Ngọc sợ bỏ vô cái bình đó phở nguội, chắc người ta sợ múc từ trong đó ra cái đi tới đây cái nguội á, cái người ta làm cái kiểu vậy đó cho nó còn nóng cái nước phở này. So you said you needed some milk, mom? Yeah. Trong này nè, đây là cái đuôi bò, đây là cái đuôi bò nè, có một cái đuôi bò nè, rồi những cái lát tái thôi. Còn ở bên trong cái nước này đó, bên trong cái này đó thì có thêm một cái đuôi bò nữa nè. Cái này là thịt bò nè, có nhiều lát thịt bò rất là dày nha, dày và bự. Thick and large. Đó, miếng thịt bò ở trong này mình có thể bỏ vô đây, từ đây nè mình cắt vô, mình bỏ vô cái tô mình bên này nếu mình muốn đó, thì theo cái kiểu mình muốn ăn sao thôi. Ngon, ngon á. Cảm ơn nha. Mắm mặn vô đó, cho nó đối với Ngọc thì Ngọc cần đậm đà, tại vì mọi người coi kênh biết Ngọc hay hát ưa ăn mặn. Rồi đồng hồ anh sẽ bỏ tương ăn phở vô. Ngon các bạn, ngon, phở ngon. Garlic. Garlic. Yeah, you don't eat garlic. Don't eat it. Rồi. A little bit of nước mắm. Cho chút nước mắm vô. Trước nữa, nước mắm cũng bắt trước nữa. A copycat. Copycat. I don't know. It seems like you like some nước mắm. Some sprout in it, baby. Oh, sprouts next. You know what I add the nước mắm because I eat salty. Ah. Yeah. So if you don't eat salty, you don't need to. Okay. Well, I'll just try it out. Bỏ ra, bỏ đồ vô. Chồng mà quán ăn hành nên là cái tô quán là bỏ hành đồ này kia hấp dẫn, mình không ăn.
size mà thường thường là băng ở Mỹ. Rồi, ok, enjoy. Ok, oh wow, look at that beef there. A whole slab of it. Taste the flavor. Hấp miếng nước thử nè. Ngon ha, ngon ha. Like the nước, nước này là cái nước hầm bò. A good addition. Chồng nói cho thêm miếng nước mắm là có lý nè. Mm. Right. Giờ cho quẩy nè. Now let's see. Giờ cho quẩy lúc nào ăn đi ăn bún với bò hay là ăn phở thì cũng cần nhiều cho quẩy đi các. Ngon ha. Mm. Just like Mark Wayne. Wow, my. Oh. Really good. Oh wow, look at the surroundings, the clouds. Oh, sao tự nhiên ăn á, tự nhiên sao đi? Nhìn xuống cho thấy gì này giống như mây vừa bay qua mọi người coi nè. Mây á. Như thế. Khói không à? Tự nhiên cái đang ngồi cái là mây nè, các bạn coi cái cảnh xung quanh chồng ngọc nè. Trời, giống tưởng tượng đang ở Sapa quá. View này nè, view 2 giờ chồng đang ngồi ăn nè. Quá đẹp không mọi người. Lâu lâu cái con mây đi ngang qua cái giống nhìn giống như khói vậy, đẹp dễ sợ. Trời, ăn hấp dẫn không? I gotta say, this is one of the best pho's I've had, especially because they have the banh mi, but it's just the presentation, the way how they pour it into your bowl, it's not too hot, and it's just really good. Chồng anh nói ảnh cái tô phở này, cái tô phở ngon nhất từ bữa giờ anh ăn. Tại vì từ anh công nhận là từ cái cách trình bày cho tới cái kiểu mà người ta đổ nước lèo vô cho mình á, rồi cái bánh giò cho quẩy cũng ngon nữa. Really good soup. Nước súp ngon nữa. Trời ơi, ăn bánh thịt kìa. Really good. Nước, tại vì nước súp bò này là được nấu ra, được hầm ra từ bò á. Oh, look at this big guy. Cái đó là cái gì đó, đuôi bò đó. Very good. Tender, right? Tender. Just falls off the bone. Thịt đó, thịt chỉ có rớt ra, cắn cái là thịt rớt ra đi. Ngọc thì Ngọc không ăn chầu giò cháu quẩy, chứ Ngọc cho chồng Ngọc quá. Cảm ơn. Chồng Ngọc thì anh không ăn cái bánh phở đâu các bạn. Chỉ cần cái nước phở chấm với giò cháu quẩy là ăn thôi. Còn bánh phở thì ăn chút xí vậy thôi, chứ chút nữa là bánh phở còn nguyên cho nguyên một tô luôn á. Baby, don't forget you have another soup right there. Mm-hmm. Ngọc nói đừng có quên ở bên nó có soup nữa. It's just like a lot of meat in there. Oh, okay, just extra meat? Yeah, extra meat. Thêm okay, thật. I will get to that as soon as I finish all the meat in this. Enjoy. Oh, thank you, baby. Ăn không có bị hôi bò. Cái đó quan trọng đó. Ăn mùi bò nhiều quá khó ăn. Ui.
phở này á là chỉ còn là đuôi bò với lại thịt thôi, chứ không có bò chiên hay không có cái gì khác nha các bạn. Là con nguyên cái đuôi bò này. We're gonna finish the whole bowl. Uh-huh. Được hết tô phở này luôn á. Không lấy miếng thịt ra ngoài này ăn trước, ăn thử rồi. Nãy giờ chưa ăn miếng thịt này đâu. Gotta try this meat. Oh yeah, I just poured the whole bowl in mine because I was running out of soup. Okay, let me try. Chấm nhiên miếng này chút. Is it a different meat? So good, yeah. Ngon á. It's really good meat. Bò ngon. So I gotta dip it in the, hoisin sauce? Yeah, chấm vô vậy này cái tương phở thử đi. Oh wow. Right? Chấm vô tương phở. Y bài luôn. Y bài. Ngọc vừa ở khách sạn ở đây, vừa ăn uống review cái nhà hàng ở đây cho mọi người xem. Cái khách sạn này là Ngọc book ở chừng khoảng một tuần rồi, cũng nhanh gọn lẹ. Ngọc book là Ngọc trả bằng tiền thẻ cái thẻ bên Mỹ ngoài đó, Ngọc book trả tiền đó, thanh toán trước xong hết rồi. Còn tới đây mình ăn gì á? Mình tốn tiền mà mình tự trả. Miếng thịt này ngon quá. This is such a good meat. Ngon ghê luôn á. Cái tương ăn phở thì cũng ngon lắm nha. The hoisin sauce is so good. I don't know if there's any different. Biết là còn đúng cái loại tương ăn phở mình hay ăn hơn là tương ăn phở khác nữa. Không biết làm sao. Có khi cũng là tương ăn phở bình thường của mình ăn hàng ngày. Ngọt. Gotta ask them what hoisin sauce is, because it does taste different than any other hoisin sauce that I've tried before. Chồng Ngọc anh cũng nói khác. Anh nói cái tương ăn phở này khác. Vậy là chắc là không lầm. Thôi bây giờ hai vợ chồng sẽ ăn hết tô phở này nha các bạn nhé. Chồng Ngọc anh ăn hết bây giờ cháu quẩy của Ngọc với ảnh giờ anh muốn đi ăn thêm chung với bánh mì nữa. Không hợp à? No, you want to try it? No. I'm too full. Oh, okay. Yeah. Rồi các bạn ơi, hai vợ chồng ăn uống đồ xong hết rồi. Chỉ có một điểm mà Ngọc không thích về cái tô phở này đó là nó quá cao. Xong rồi cái muỗng này nè, khi mà mình múc súp lên đó thì nó làm hơi bị khó một chút thôi. Đó. Oh. So this is the tail. Wow, ngon quá. Ok, giờ tính tiền xong rồi đi lên lại phòng của mình. I'm full now. Đây cái đây ăn uống đây cái tên nhiều quá ta. Ok, ở đây thì khi mà mình ở cái phòng ở đây đó thì nước á, thì cái nước này là được miễn phí. Là hồi nãy mình tưởng tính tiền nhưng mà nước này được miễn phí. Coca-Cola cũng được miễn phí luôn. Trong vòng một ngày á, là mình muốn uống nước gì á, cứ xuống đây mình ngồi mình báo người ta là mình muốn uống nước đó thì nước đó sẽ được miễn phí, nhưng mà chỉ được vài loại thôi nha, chứ không phải là loại nào trong đó cũng được miễn phí. Thì dù nước ngọt là được nè, rồi nước trái cây này thì mình được nè, là được miễn phí hết. Là cái đó là không tính tiền, nếu mà tính tiền vô là 340.000 cho hai cái đó. Đó hồi nãy anh nó mới tới vậy, bởi được phải ký tên xác nhận luôn là chi đầy đủ vô. Rồi ok được luôn. Thì tại vì do chị ở đây nên chị được giảm 20% ha. Đáng lẽ cái bill là nha, đáng lẽ cái bill là
2.3 triệu phải không? 2 triệu mấy là để nó mình vậy. Đáng lẽ là 1.7 triệu giảm 356 ngàn, đúng không? Rồi 1.6 triệu 16 ngàn, rồi một triệu được cũng sao đó. Chờ thì chi nãy giờ chờ lâu ghê. 1 triệu nè, rưỡi nè, 1.6 triệu 16. Khi mà mình nở khách, nếu mà mình nở vô ngoài vô mình chỉ ăn ở nhà hàng không thôi đó thì mình phải trả cái giá nguyên. Còn nếu như mà mình nở khách sạn rồi thì mình sẽ được giảm giá 20% cho cái bill của mình. Thì lẽ ra là Ngọc phải trả là gần 1.8 triệu, mà hiện tại thì bây giờ Ngọc chỉ trả có 1.6 triệu. Và do cái tiền thuế VAT rồi chi tất cả mọi thứ đó, mọi người có món ăn rất là ngon, rất là thích cái tô phở này. Và nếu có dịp đó là quay lại Việt Nam á, thì hai vợ chồng sẽ tới đây để ăn phở nữa. Nếu như mà mọi người tò mò muốn biết về cái tô phở này như thế nào á, thì mình có thể tới để mình ăn thử ha. Thịt bò rất là ngon, nước phở cũng rất là ngon luôn, theo cái khẩu vị của Ngọc và chồng Ngọc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo của gia đình. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này. Nếu như mà mọi người thích cái kênh YouTube của gia đình, hãy bấm vào nút đăng ký kênh và chia sẻ video clip cho Ngọc nhé. Chào tạm biệt mọi người ở đây.